Chương 7 A Tỳ Đàm Tập Yếu Samuchaya Tất cả các pháp siêu thế và hiệp thế được gom chung lại trong 72 pháp thực tính. Sapphavatthamma Một tâm trí tá kể rộng là 89 hoặc 121. 52 tâm sở chê-ta-si-cá 18 sắc chân đế Nipanarupa Một nếp bàn Nipanarupa 72 pháp này lại được xếp vào 4 nhóm. 1. Bất thiện tập yếu 2. Tạp phần tập yếu 3. Giác phần tập yếu 4. Thực tính tập yếu 1. Bất thiện tập yếu Akusala Sanjaha Gồm có 9 phần A. À, tứ lầu Asava Chữ Asava ở đây có hai nghĩa là cặn bã hay sự rò rỉ đức phật dùng từ này để gọi tên những thứ phiền não căn bản tạo nên cuộc luân hồi dục lậu Kamasawa là tâm sở tham lô Phá trong tám tâm tham lofamulachitta trong trường hợp lấy năm dục làm đối tượng hữu lậu fawathawat là tâm sở tham lô Phá hợp với bốn tham lita lofamuladiti gata trong trường hợp đam mê trong chính tầng thiền đáo đại và các cõi phạm thiền. Kiến lậu ditthasava là tâm sở tài kiến đi thi trong bốn tâm tham đi chung tài kiến. Lô mula mù la Trong trường hợp thường kiến và toàn kiến, kể rộng có 62 tà kiến, xem lại kinh phạm võng trong trường bộ kinh. Vô minh lậu, avichasava, là tâm sở si mô ha trong 12 tâm bất thiện akusala Si ở đây là sự bất tri tứ đế, duyên khởi và tam thế luân hồi. Như vậy cốt lõi của tứ lậu chỉ có ba thứ phiền não là tham, tà kiến và si. Chính ba pháp này đã tạo nên vòng tròn duyên khởi. B. Tứ bọc ô khát Ô khát có nghĩa là dòng nước chảy mạnh, thường được dịch là bọc lưu. Tứ bọc là tên gọi khác của tứ lậu trong trường hợp ám chỉ khía cạnh cuốn trôi chúng sanh vào đường sanh tử. Dục bọc ca mô khá, hữu bọc pha vô khá, kiến bọc đi thô vô minh bọc a vi chô khá. C. Tứ phượt Yoga Yoga ở đây có nghĩa là sự ràng buộc hay trói cột. Tứ lậu đôi khi được gọi là tứ phượt vì nó giống như cái ách ràng buộc chúng sinh vào cổ xe luân hồi. Phàm phu như những con bò cứ phải đi tới mà không biết phải làm sao để tháo cởi ra được. Dục phượt Kama Yoga, Hữu phượt Phawa Yoga, Kiếm phượt Diti Yoga, Vô Minh phượt Avicca Yoga. Đề tứ kết gan thác. Chữ này có nghĩa là sợi dây hay sự kết nối các phiền não sau đây được ví dụ như là những sợi dây trói chặt phàm phu. Tham độc, Aphitya, là tâm sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha tá, nói rộng là tất cả hình thức của tham ái trong tam giới. sân độc, Vyapada, là tâm sở sân dosa, trong hai tâm sơn dosa mô tá, nói rộng là tất cả hình thức bất mãn của tâm. Giới cấm thủ Silapata Paramasa là sự chấp chặt trong các tính điều không nhắm đến cứu cánh Niết Bàn và các hành trì nằm ngoài bát chánh đạo. Chi pháp là tâm sở tà kiến Mitcha trong bốn tâm tham hợp tà Lofa Mula Diti sampayutachita Cực đoan kiến Idang Satcha Finit sa là thái độ ôm ấp những điều sai lầm hoặc khiếm khuyết rồi phủ nhận những điều mình chưa thấy chưa biết chi pháp cũng là tâm sở tà kiến micha dithi trong bốn tâm tham hợp tà lofa mula sampayuta ờ à, tứ thủ upadana thuật ngữ này có nghĩa là sự nắm níu upa cộng adana các phiền não như ái và kiến ở mức độ mãnh liệt thì gọi là thủ. Các ngài ví dụ tham ái tăng ha là tên trộm trong đêm và thủ upadana là động tác cầm nắm vật trộm. Dục thủ kamupadana tâm sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha mula trong trường hợp đam mê ngũ dục panchakama kiến thủ dithupadana sự chấp trước những tà kiến Nằm ngoài giới cấm thủ và ngã chấp thủ, như tinh thượng đế tối cao, thiên đường vĩnh cửu hay thờ phụng ma quỷ thần vật, chi pháp là tâm sở tà kiến micchā trong bốn tâm tham hợp tà, Lofamula mulā sampayuta Giới cấm thủ silabatu padana xem lại định nghĩa trên. Ngã chấp thủ, attakvādupadana đây là từ đồng nghĩa của thân kiến sakaya Ditti. Thủ này là sự chấp chặt quan điểm ngã Ahankara và ngã sở Mamankara như có tôi của tôi có hắn của họ. Chi pháp là tâm sở tà kiến Mijjada trong bốn tâm tham hợp tà Lofamula Ditti sampayuta F sáu truyền cái Niwarana trong quan điểm truyền thống thì truyền cái được kể có năm khi nói đến trường hợp ngăn chặn thiền định Samadhi. Nhưng ở đây kể thêm một truyền cái nữa là vô minh để nhắm đến ý nghĩa ngăn chặn tuệ quán, tức trí tuệ giải thoát. Dục cái Kamachanda, sự đam mê trong cảnh dục trần. Chi pháp là tâm sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha mula chi sân cái và tức tất cả những sự bất mãn của tâm chi pháp là tâm sở sân dosa trong hai tâm sân dosa hôn thủy cái thinamita tức sự lười biến và buồn ngủ chi pháp là hai tâm sở hôn trầm thina tâm sở thủy miên midha. Trào hối cái cha tức sự bồn chồn và cắn rứt Chi pháp là tâm sở phóng dập ức và tâm sở hối cư cha. Hoài nghi cái, vi chi cha. Sự hoài nghi, thắc mắc hay vân vân lưỡng lự. Chi pháp là tâm sở hoài nghi vi chi cha. Vô minh cái, a vi Tâm sở si mô hát trong 12 tâm bất thiện a cu sa la Hôn thủy được kể chung vì chúng có 3 điểm giống nhau. Chức năng ký chá là không tha thiết với công việc. Nhân sanh hê tú là sự không khéo tác ý. Pháp đối lập Pachanika là trạng thái thụ động của tâm, đối lập lại sự tinh tấn. Trạo hối được kể chung vì có ba điểm đồng. Chức năng là sự xáo trộn nội tâm. Nhân sanh là sự thiếu điểm tựa của tâm. Pháp đối lập là sự an tĩnh của tâm. Để hiểu thêm về các triền cái xin vào Tăng Chi Bộ Kinh, đọc lại năm ví dụ của Phật về năm Pháp Cái. Tâm có dục cái như nước bị pha màu, tâm có sân cái như nước bị sôi, tâm có hôn thủy như nước bị sông rêu, tâm có trào hối như nước bị gió thổi, tâm có hoài nghi như nước bị bùng sình, vẫn đục. D. Mảy tìm miên Anusayat Phật ngữ này có nghĩa là sự ẩn mật hay tiềm tàng. Ở đây, tiềm miên phiền não là khả năng xuất hiện của các phiền não. Một người phàm phu đang có thiện thâm, kể cả người chứng thiền định, vẫn được xem là có khả năng sinh khởi phiền não khi có điều kiện thích hợp. Khả năng tiềm tàng đó được gọi là tiềm miên. Ở đây có bảy thứ phiền não tiềm miên. Dục tiềm miên Kamaraga Nusaya, tức khả năng đam mê trong cảnh dục trần. Chi pháp là tâm sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha mula chitta. Hữu ái tìm biên Phavaraga Nusaya là khả năng đam mê trong các tầng thiền đáo đại và sự hiện hữu ở các cõi phạm thiên. Chi pháp là tâm sở tham lô phá hợp với bốn tâm tham ly tà lo pha mô la đi ti gá ta miên pa ti giá là tất cả sự bất mãn, ghét, sợ, giận, ghen, tiếc nối, là tâm sở sân đô sa trong hai tâm sơn đô sa mô la chi Mạng tề miên, mana nusaya, là ý chấp hơn thua, tức sự coi trọng việc so sánh đây với kia, chi pháp là tâm sở mạng mana, trong bốn tâm tham ly tà lovamula vipayutachitta. vipayuta kiến tìm miên đi là tất cả những suy nghĩ sai lầm về các pháp gom chung là thường kiến và đoạn kiến chi pháp là tâm sở tà kiến mitra ditthi trong bốn tâm tham hợp tà lovamula ditthi sampayuta hoài nghi tìm miên vichikicca nussaya là tất cả những hoài nghi liên hệ tà kiến. Chi pháp là tâm sở hoài nghi vi chi trong tâm si hoài nghi moha mula chi kicia chita vô minh tiềm miên abhisa nusaya là sự bất tri trong tứ đế. Chi pháp là tâm sở si moha trong mười hai tâm bất thiện akusala chita hát mười triền phượt cha là những phiền não trói buộc chúng sanh không cho ra khỏi vòng quay của các khổ đức phật tùy duyên mà nhấn mạnh những phiền não nào đó trong trường hợp cần thiết có lúc chỉ kể phiền não có một có lúc là bốn năm sáu bảy mười nhưng chung quy vẫn là chừng đó sau đây là mười triền phượt kể theo kinh tạng sutta pitaka về định nghĩa xin xem lại ở trên. Dục ái Kamara Gassanyo Chana Sắc ái Rupara Gassanyo Chana Vô sắc ái Arupara Gassanyo Chana Sân Patika Sanyo Chana Mạng Mana Sanyo Chana Kiến Diti Sanyo Chana Giới cấm thủ Silapata Sanyo Chana hoài nghi vi chi ki cha sang phóng dật ức tha cha vô minh a vi cha sang trong khi đó nếu kể theo tạng a tỳ đàm a tham má thì là dục ái ka ra sang hậu ái pha quá ra sang gồm sắc ái ru pa ra sang và vô sắc ái Aruparaga Sanyochana, sân Patika Sanyochana, mạng Mana Sanyochana, kiến Diti Sanyochana, giới cấm thủ Silabata Sanyochana, hoài nghi Vichikicha Sanyochana, ganh tị Issa Sanyochana, bỏng sẻn Macharya Sanyochana, vô minh Avicha Sanyochana. Như vậy, nếu kể theo tạng kinh thì chi pháp của mười triền phược là bảy tâm sở, tham, sân, si, mạng, kiến, hoài nghi, phóng dật. Nếu kể theo tạng A Tỳ Đàm thì có tám, tham, sân, si, mạng, kiến, hoài nghi, ganh tị, bọn sẻn. Gồm chung cả hai nguồn thì có chín tâm sở. Một, mười phiền não kỳ lê xá là tất cả những gì đốt cháy nội tâm chúng sanh. Tham, lô phá, sân, đô xạ si, mô há, mạng, ma kiến, đi thi. Hoài nghi, vi chi cha, hôn trầm, thi Nát, phóng dật ức vô tạm, a vô quý, anotapa nô năm Xem bản 53, biểu đồ bất thiện tập yếu trang 308. Một ngàn năm trăm phiền não kỳ lê sát bảy mươi mốt pháp thực tính trừ Niết bàn khi được cộng thêm bốn sắc tướng, lắc khăn thì thành ra bảy mươi lăm pháp thực tính hữu vi, sanh khát tá xa và quá Bảy mươi lăm pháp này lại có hai trường hợp nội phần, achatika và ngoại phần, ba hít Như vậy, ta có 150 pháp thực tính. Khi 150 pháp này là đối tượng cho từng thứ phiền não, 10 thứ kể trên thì ta có 1500 phiền não. 108 tham ái tăng ha. Cách tính đặc biệt này lại mở ra một cách phân tích khác về tham ái. Về thực tính ái, chỉ có một là sự ham thích, nhưng nếu xét về cảnh giới thì ái có ba là dục ái ca tăng ha sự ưa thích trong cảnh dục trần hữu ái pha quá tăng ha sự ưa thích trong các tầng thiền và cõi thiền vô hữu ái vi phá tăng ha sự ham thích liên hệ đoạn kiến nếu xét trên đối tượng thì ái có sáu là sắc ái rupa tăng ha thân ái sách đa tăng hà khí ái khan thác tăng hà vị ái sát tăng hà xúc ái phô tháp ba tăng hà pháp ái tham ma tăng hà lấy ba ái trên nhân sáu ái dưới bằng mười tám ái mười tám ái nhân nội cộng ngoại bằng ba mươi sáu ái ba mươi sáu ái nhân ba thời bằng một trăm lẻ tám ái xem bản 54, các tâm sở của bất thiện tập yếu trang 311. Ghi chú 1. Tâm sở tham xuất hiện trong chính trường hợp tứ lậu, tứ Bọc, tứ phược, tứ kết, tứ thủ, năm hoặc sáu triền cái, bảy tiềm miên, 10 Ký sử triền phược và mười hoặc 1.500 phiền não. 2. Trong bản đồ trên tâm sở tà kiến xuất hiện 8 lần. 3. Căn bản của tứ lậu, tứ bọc và tứ phượt chỉ là 3 phiền não là tham, tà kiến và si. 4. Chi pháp căn bản của tứ kết gồm có 3 là tham, tà kiến và sân. 2. Các thể tài phức hợp Misaka Sangaha. Vào thế kỷ thứ 10 Phật lịch, Ngài Anuruddha đã làm một việc có sức ảnh hưởng, đủ làm thay đổi gương mặt Phật giáo hậu thời là y cứ ba tạng để rút gọn tạng A Tỳ Đàm thành một tập sách mỏng có chín chương bàn về những vấn đề cốt lõi cần lưu tâm khi nghiên cứu A Tỳ Đàm tạng và cho cả hành giả tuệ quán tập sách đó chính là thắng pháp tập yếu a phi tham -tha -san cuốn tài liệu này là công trình dịch giải tác phẩm đó của ngài chương này là một trong chín chương của thắng pháp tập yếu có thể xem là chìa khóa cho người học a tỳ đàm qua các thể tài a sáu nhân hê tú gọi là tâm bất thiện hay thiện là bởi y cứ trong tâm đó có tham sân, si hay không? Nếu có thì gọi là tâm bất thiện. Trong trường hợp ba yếu tố đó được thay thế bằng ba tâm sở đối lập, vô tham, vô sân, trí tuệ, thì đó là tâm thiện. Như vậy, nhân ở đây gồm có sáu. Tham, lô phá, sân, đô xá, si, mô há, vô tham, a à lô phá, vô sân, a à đô xá, vô si, À, hạ Sáu tâm sở trên đây được gọi là sáu nhân hê tú vì chúng là gốc của thiện ác. Nên nhớ tâm thiện không có nhân bất thiện, nhưng có các nhân thiện. Còn các tâm vô ký thì không có cả nhân thiện lẫn bất thiện. Nhưng nếu cần thì ta vẫn có thể nói vô ký có ba khía cạnh, vô tham, vô sân, vô si nhưng chúng không phải là nhân thiện. B. Bảy chi thiền, cha nan gá. Ngoài năm chi thiền căn bản là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Ở đây kể thêm ưu và xã. Nói vậy có nghĩa là chi thiền ở đây không chỉ là những yếu tố cho thiền định, mà còn là yếu tố hỗ trợ cho tất cả các tâm thiền ác nói chung. Tầm vi tắc cát tứ vichara hỷ pi tí định ekagata lạc sukha vedana udamana sa vedana xả upeka vedana c mười hai chi đạo mặc gần gác cũng như trường hợp bảy chi thiền chi đạo ở đây không chỉ gói gọn trong bát chánh đạo dẫn đến giải thoát mà còn gồm chung tất cả những gì làm nên con đường ra vào hay lên xuống cho tất cả chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Chánh kiến Samadhi Tâm sở trí Panya trong tám tâm đại thiện Mahakushalachitta, tám tâm đại tố Mahakirachitta và hai mươi sáu tâm động lực kiên cố Appanachavana. Chánh tư duy Samasankappa, tâm sở tầm Vi trong bốn mươi hai tâm kể trên chánh ngữ Samawacha Tâm sở chánh ngữ Samawacha trong tám tâm đại thiện Mahakusala Chita và tám hay bốn mươi tâm siêu thế Lokutara Chita. Chánh nghiệp Samakamanta Tâm sở chánh nghiệp Samakamanta trong tám đại thiện Mahakusala Chita và tám hay bốn mươi tâm siêu thế Lokutara Chita. Chánh mạng Samachiva Tâm sở chánh mạng Samachiva trong tám đại thiện Maha Chitta, và tám hay bốn mươi tăm siêu thế Lokuttarachitta. Chánh tinh tấn Samawayama Tâm sở cần Viriya trong tám đại thiện Maha Chitta, tám tâm đại tố Maha và hai mươi sáu tâm động lực kiên cố Appanachavana. chánh niệm Samasati, tâm sở niệm sati trong 42 tâm kể trên; chánh định Samasamati, tâm sở định ekagata trong 42 tâm kể trên; tà kiến micchaditthi, tâm sở tà kiến micchaditthi trong bốn tham hợp tà lofamuladitthi sampayutta chitta; tà tư duy micchasanakappa, tâm sở tầm vi tắc cá trong 12 tâm bất thiện Akusala Chitta. Tà tinh tấn hay tà cần và tâm sở cần Viriya trong 12 tâm bất thiện Akusala Chitta. Tà định Mitcha tâm sở định Ekagata trong 12 tâm bất thiện Akusala Chitta. D. 22 quyền Indriya là những pháp căn bản đóng vai trò chủ yếu cho đời sống chúng sinh trong tam giới. Chính các pháp này đã làm nên sự khác biệt giữa phàm với thánh, dục giới với đáo đại, nam với nữ, đời sống tinh thần và vật chất, có tất cả 22 quyền chia thành 6 nhóm như sau. Một sắc quyền Rupa Indriya, nhãn quyền Chakhundriya, tức thần kinh thị giác Chakupasada, nhĩ quyền Sotinriya, tức thần kinh thính giác Sotapasada, tỷ quyền Khanitriya, tức thần kinh khứu giác Khanapasada, thiệt quyền Chivhintriya, tức thần kinh vị giác Chivhapasada, thân quyền Kajinriya, tức thần kinh xúc giác Kajapasada. Nữ quyền Ithindriya, tức sắc tố nữ Ithifawarupa, Nam quyền Purisindriya, tức sắc tố nam Purisa Phawa Rupa. 2. Nhóm mạng quyền Chivitindriya Mạng quyền Chivitindriya gồm cả danh Chivitindriya Chetasika và sắc mạng quyền Chivitarupa, tức sức sống tiềm ẩn hay nguồn năng lượng duy trì sự tồn tại. 3. Nhóm danh quyền Nama Indriya Ý quyền Manindriya gồm 89 hoặc 121 tâm chí tá. Tính quyền sát giá tức là niềm tin. Tấn quyền quy tức sự cố gắng. Niệm quyền Satinriya tức khả năng ghi nhớ, định quyền Samathindriya tức khả năng tập trung tư tưởng. 4. Nhóm thọ quyền Vedana Indriya, khổ quyền Dukhindriya, tức cảm giác đau đớn của thân, lạc quyền Sukhindriya, tức cảm giác dễ chịu của thân, ưu quyền Domanasindriya, tức cảm giác khó chịu của tâm lý, hỷ quyền Somanasindriya, tức cảm giác dễ chịu của tâm lý, xả quyền Upekindriya, tức cảm thọ hững hờ, lãnh đạm của tâm lý. 5. Nhóm tuệ quyền Panya indriya tuệ quyền Panyinriya, tức khả năng hiểu biết, nhận thức vấn đề một cách đúng đắn. Vị tri quyền Ananyatinyasa Mitinriya, tức tâm sở trí tuệ Panya trong tâm sơ đạo Sotapati Magga, được gọi như vậy vì đây là trí biết được điều mình chưa từng biết bao giờ, tức sự giác ngộ tứ đế. Dĩ tri quyền, Annyindriya panya là trí biết thêm đôi phần về điều mình đã từng biết qua một lần, ở đây chỉ cho tâm sở trí tuệ trong ba đạo cao và ba quả thấp. Cụ tri quyền, anhatavindriya panya là trí biết được một cách rốt ráo lý tứ đế mà mình đã từng biết qua ở đây chỉ cho tâm sở trí tuệ trong tâm A-la-hán quả Arahatta pháp lá xem bảng 55 biểu đồ 22 quyền. Ờ, chính lực ba lá là chính sức mạnh của pháp thiện và bất thiện. Chúng được gọi là lực vì chúng là nguồn sức mạnh đối phó với pháp đối lập trong cả thiện lẫn ác. Tính lực sát tha ba lá, tâm sở tính sát tha trong các tâm tịnh hảo Sơ phăng na tấn lực. Viriya Ba tâm sở cần Viriya trong 73 tâm hữu cần. Niệm lực Sati Ba tâm sở niệm Sati trong các tâm tịnh hảo Sofana Chita. Định lực Samadhi Ba tâm sở định Ekagata trong 72 tâm hữu định, ngoại trừ 16 tâm không đi với cần và tâm si hoài nghi, 73 tâm hữu cần trừ si hoài nghi. Tuệ lực Panya Bala, tâm sở trí tuệ Panya trong 47 tâm tam nhân, Tihe Tukachita. Tàm lực, Hiri Bala, tâm sở tàm, Hiri Chetashika trong các tâm tịnh hảo Sofana chita Quý lực, Otapa Bala, tâm sở quý Otapa trong các tâm tịnh hảo Sofana chita Vô tàm lực Ahirika Bala, tâm sở vô tạm Ahirika trong 12 tâm bất thiện Akusala Chita. Vô quý lực Anottapapala, tâm sở vô quý Anottapa trong 12 tâm bất thiện Akusala Chita. F. Tứ trưởng Athipati là bốn pháp dẫn đầu cho các nghiệp thiện ác lớn nhỏ. Nếu đem so sánh, tứ trưởng có vai trò của một ông vua, còn các pháp quyền thì vốn như các vị bộ trưởng. Dục trưởng Chandathipati, tức ý muốn hành động. Ở đây ám chỉ tâm sở dục Chandathipati. Trong 18 tâm động lực nhị nhân, 8 tâm tham, 4 tâm đại thiện ly trí và 4 tâm đại tố ly trí và 34 động lực tam nhân, 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 đại tố hợp trí, 9 tâm thiền đáo đại, 9 tâm tố đáo đại và 8 tâm siêu thế. Cần trưởng Viriatipati. Tâm sở cần Viriya trong 18 động lực nhị nhân và 34 động lực tam nhân. Tâm trưởng Chitta Thipati là bản thân 18 động lực nhị nhân và 34 động lực tam nhân. Thảm trưởng Vimansa Thipati tâm sở trí tuệ Panya trong 34 động lực tam nhân. G. Tứ thực Ahara Ở đây chỉ chung cho tất cả những gì có tác dụng nuôi dưỡng đối với sắc và danh pháp hữu vi. Đoàn thực Kala linkara Hara ở đây bao gồm hai thứ vật thực nội và ngoại. Vật thực ngoại là thức ăn chưa tiêu hóa và vật thực nội là các sinh tố ô cha trong thức ăn lúc đã vào trong máu. xúc thực Phasa Hara tức tâm sở xúc Phasa trong tất cả tâm xúc được gọi là vật thực vì nó tạo ra các thọ về nà. tư niệm thực. Magno Sanjeta tức tâm sở tư Chetana, trong hai mươi chín động lực tạo nghiệp, mười hai bất thiện, tám đại thiện, chín thiện đáo đại. Thức thực vinñanahara tất cả một trăm hai mươi tâm, vì chúng là nguồn tiếp dưỡng cho các tâm sở Chetasika và sắc tâm Chitacharupa. 3. Giác phần tập yếu san pakhiya samgaha. Trong phần này, ta sẽ bàn về 37 thiện pháp có công năng dẫn đến giác ngộ, vốn được chia trẻ và phân nhóm từ bát chánh đạo mà ra, nghĩa là từng nhóm giác phần trong 37 giác phần có nội dung tiêu biểu cho cả bát chánh đạo và Đức Phật đã tùy duyên thuyết giảng nhóm nào đó trong các giác phần để thích hợp với căn cơ với chúng sinh. A à, Tứ niệm xứ sati patthana là công phu phát triển chánh niệm y cứ trên bốn đề mục. Thân quán niệm xứ kayano nupassana sati patthana lấy sắc uẩn làm đối tượng ghi nhận. Thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana sati lấy thọ uẩn vedanakhantha làm đối tượng. Tâm quán niệm xứ Chitta nupassana sati patthana lấy thức uẩn và tưởng uẩn làm đối tượng ghi nhận. Pháp quán niệm xứ Thammanupassana Pasana Sati Patana lấy tưởng uẩn và hành uẩn làm đối tượng ghi nhận. Niệm ở đây là tâm sở niệm Sati trong tám tâm đại thiện Maha Kusala Chitta, tám tâm đại tố Maha Kiriya Chitta, hai mươi sáu động lực kiên cố Apana Chavana và tám tâm siêu thế Lô Kutara Chánh niệm trong tứ niệm xứ có ba khía cạnh cần được lưu tâm. Đối tượng của niệm ở đây là thân, thọ, tâm, pháp. Sở dụng của niệm ở đây là phát hiện bốn khía cạnh bất mỹ Asufa, đau khổ dukkha, vô thường anicca và vô ngã anatta. Nói gọn lại là bốn khía cạnh xấu không đẹp, khổ không vui, giả không thật, tạm không bền phần lớn Phật tử Việt Nam vẫn dựa vào hán tạng. Gọi khí cạnh a trên đây là bất tịnh tức dơ bẩn, không sạch sẽ, nhưng thực ra chữ a này còn có nghĩa thứ hai là bất mỹ tức không đẹp. Trong ý nghĩa bất mỹ có thể bao hàm cả khía cạnh bất tịnh, nhưng trong cái gọi là bất tịnh thì không hẳn có cái bất mỹ. Cú cánh của niệm xứ là sự chấm dứt các tri kiến điên đảo cho đời là đẹp su phá hạnh phúc su khá thường tồn ni cha và có cái tôi atta b tứ chánh cần sammapathana là sự nỗ lực nhắm tới mục đích giác ngộ sinh tử cần ở đây là tâm sở cần viriya trong tám tâm đại thiện maha kusala chín tâm thiện đáo đại magatta kusala Chita, và bốn tâm đạo Pakatita. Tổng cộng là hai mươi mốt tâm, kể theo tạng kinh thì tứ chánh cần gồm có bốn ý nghĩa. Ngăn ác pháp chưa đến, Anupanna Kusala Pahana, trừ ác pháp đang xuất hiện, Upana Kusala Pahana, tu tập các thiện pháp chưa có, Anupanna Kusala Favana. phát triển những thiện pháp đã có, Upanna Kusala Phavana C. Tứ như ý túc Pada là bốn pháp nền tảng cho thiền định và đạo quả, tức các trí tuệ đáo đại và siêu thế. Trên tên gọi thì tứ như ý túc và tứ trưởng giống nhau, nhưng trong chi pháp thì tứ như ý túc chỉ gồm thiện pháp. Dục như ý túc Chanda Pada là tâm sở dục đá trong 21 tâm thiện Kusala Chitta Cần như ý túc viriya đá là tâm sở cần viriya trong 21 tâm thiện. Tâm như ý túc Chitta đá là 21 tâm thiện, gồm 8 tâm đại thiện, 9 tâm đáo đại và 4 tâm thánh đạo. Thẩm như ý túc vi măng sa đá là tâm sở trí tuệ panya trong 21 tâm trên. đề Ngũ quyền indriya gồm 5 yếu tố tâm lý không thể thiếu được trên hành trình giải thoát. Tính quyền Satyendriya là tâm sở tính sát tha trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 26 động lực kiên cố. Tấn quyền Viriyindriya là tâm sở cần viriya trong 42 tâm trên. Niệm quyền Satyendriya là tâm sở niệm sati trong 42 tâm trên. Định quyền Samathindriya là tâm sở định Ekagata trong 42 tâm trên. Tuệ quyền Panjindriya là tâm sở trí tuệ Panya trong 42 tâm trên. Trong thực tế tu chứng, tính và tuệ phải được cân bằng, vì tính quá trội sẽ dẫn đến cuồng tính và tuệ quá trội sẽ làm hỏng khả năng định tâm. Cũng vậy, cần và định cũng phải được cân đối vì cần quá mạnh sẽ dẫn đến phóng dật và định quá mạnh sẽ dẫn đến hôn thủy. Riêng niệm thì luôn cần thiết trong mọi lúc, niệm chỉ có thiếu chứ không bao giờ dư. Ờ, ngũ lực ba lá. Nội dung giống hệt ngũ quyền, sở dĩ gọi là lực vì Đức Phật muốn nhấn mạnh khía cạnh cần thiết của năm quyền đối với sự tu tập. Tính lực sát ba lá. Tấn lực Virya ba lá niệm lực sati ba la định lực samathi ba la tuệ lực panya ba la f thất giác chi bốt chanh giác có lúc toàn bộ hành trình giác ngộ được kể thành bảy vấn đề niệm giác chi sati sam bốt chanh là tâm sở niệm sati trong tám tâm đại thiện tám tâm đại tố và hai mươi sáu động lực kiên cố trạch pháp giác chi tham ma vi sam bốt chanh giác là tâm sở trí tuệ Panya trong 42 tâm trên. Cần giác chi Viriya là tâm sở cần Viriya trong 42 tâm trên. Hỷ giác chi Piti là tâm sở hỷ Piti trong các tâm thọ hỷ rút từ 42 tâm trên. Tỉnh giác chi Pasati là tâm sở tỉnh tánh Kaya Pasati, tỉnh tâm Chita Pasati trong 42 tâm trên. Định giác chi Samadhi Sambodhanga là tâm sở định Ekagata trong 42 tâm trên. Xả giác chi Upeka Sambodhanga là tâm sở hành xả Upeka, trong các tâm thọ xả rút từ 42 tâm trên. cần và hỷ giác chi đối trị hôn thủy tỉnh định và xã giác chi đối trị phong vật niệm giác chi thì cần thiết mọi nơi mọi lúc g bát chánh đạo mắt gan gác tức tám chi phần của đạo đế được chia thành ba nhóm theo tam học một tuệ thánh đạo panya mắt gan gác Chánh kiến Samadhi là trí tuệ trong tam tướng và nhân quả. Chánh tư duy Samasankapa gồm ly dục tư duy Nekhamasankapa là những suy nghĩ chán sợ dục lạc. Vô sân tư duy Apyapadasankapa là những suy nghĩ trang chứa tự tâm và bất hại tư duy Avihinsa Sankapa là những suy nghĩ cấp bi tâm đi kèm. 2. Giới thánh đạo Silamaganga, chánh ngữ Samawacha, gồm sự kiên tránh bốn thứ tà ngữ, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói lời vô ích, và sự nói năng trên những đề tài dẫn đến sự trưởng dưỡng mười thánh đạo, bác thánh đạo cộng với chánh trí và chánh giải thoát. Chánh nghiệp Samakamanta là sự kiên tránh tất cả thân ác nghiệp. Chánh mạng Samachiva là sự kiên tránh tất cả những sinh kế bất thiện ba định thánh đạo samathi mắt gan giá chánh tinh tấn Samawajamo gồm tứ chánh cần ngăn ngừa ác pháp chưa đến anupanna kusala pahana trừ bỏ ác pháp đang xuất hiện upanna kusala pahana tu tập các thiền pháp chưa có anupanna kusala pahana phát triển những thiền pháp đã có upanna kusala pahana chánh niệm samasati là sự tu tập tứ niệm xứ chánh định samasamati gồm ba loại định là sát na định cận định và kiên cố định từ sơ thiền đến tầng vô sắc thứ tư trong quá trình tam học kể theo bát chánh đạo thì trật tự tam học được bắt đầu từ phần tuệ nhưng trong tu tập thực tế thì hành giả phải bắt đầu từ giới phần trước không có giới phần thì không thể có định phần Định ở đây là cận định và kiên cố định. Thiếu một trong hai định này thì không thể có tuệ phần đúng mức, tức tuệ phần có khả năng đoạn trừ phiền não. Nói vậy, có nghĩa là kể cả một người chưa từng tu thiền định cũng vẫn phải có tối thiểu khả năng cận định trong khoảnh khắc cao điểm của tuệ quán, từ sau hành xã tuệ. Cho nên tâm thánh đạo thấp nhất cũng phải là thánh đạo sơ thiền, có lý do là vậy chánh kiến ở đây có thể hiểu gồm hai loại phàm trí và thánh trí. phàm trí là trí nhân quả, cammasaka ta nhân nã, yathakamu nhân ná và trí tuệ quán, mười sáu trí tuệ quán. xét trên chi pháp của a Tỳ đàm thì cốt lõi của ba mươi bảy pháp giác phần này chỉ gói gọn trong mười bốn tâm sở: niệm, cần, dục, định, tính, tuệ hỷ, tỉnh, tỉnh tánh, tỉnh tâm, xã, tầm và ba giới phần. Có điều là tùy trường hợp mà các tâm sở trên đây được nhắc đến bao nhiêu lần, như cần thì 9 lần, niệm thì 8 lần, định thì 4 lần, tuệ thì 5, và tính thì 2 lần. Xem bản 56 giá phần tập yếu Bodhi Bhakya hát trang 328. 4. A tỳ đàm tổng nhiếp Sapa san giá hát. A. Ngũ uẩn hay ngũ thủ uẩn. Upada nakhanta. Sắc uẩn rupa upada nakhanta gồm 28 sắc pháp. Thọ uẩn vedana upada nakhanta tâm sở thọ. Tưởng uẩn sanya upa padana tâm sở tưởng. Hà Nuận Sankara, Upada năm 50 tâm sở còn lại, trừ thọ và tưởng. Thức Uẩn Vinyan Nu, Pada 121 tâm. Năm Uẩn dù thuộc quá khứ, hiện tại vị lai, trong ngoài, liệt thắng, gần xa, thô hay tế, cũng chỉ là vậy thôi, không có gì khác, nghĩa là luôn vô thường, khổ, vô ngã, và đều do tham ái, tà kiến quá khứ tạo nên. Đây cũng là lý do, đôi khi Đức Phật gọi năm uẩn là năm thủ uẩn. Tức do tứ thủ đời trước mà có và trong hiện tại cũng là đối tượng cho tứ thủ nhận biết. Trong bốn pháp chân đế, niết bàn là pháp nằm ngoài năm uẩn khanh tham B12 xứ ajatana, gồm 6 xứ nội và 6 xứ ngoại. Sáu nội xứ là năm sắc thần kinh nhãn xứ và ý xứ 121 tâm. Sáu ngoại xứ là năm cảnh vật chất, sắc cảnh sắc, xúc xứ là đất, lửa, gió và pháp xứ là trăm mươi hai tâm sở, mười sáu sắc tế, nếp bàn. Sáu nội xứ yatana. Một nhãn xứ yatana, là thần kinh thị giác Chakhu Pasada. Hai nhĩ xứ Sotayatana là thần kinh thính giác Sotapasada. Ba Tỷ xứ khana yatana là thần kinh khú giác khana pasada. 4. Thiệt xứ jiva hatana là thần kinh vị giác jiva pasada. 5. Thân xứ kaya yatana là thần kinh xúc giác kaya pasada. 6. Ý xứ mana yatana là 89 hoặc 121 tầm. 6 ngoại xứ bahirayatana 1 sắc xứ rupa là sắc cảnh sắc quan nát. hai thinh xứ sắc yatana là sắc cảnh thân sát đá ba khí xứ gantha yatana là sắc cảnh khí gantha bốn vị xứ rassayatana là sắc cảnh vị rasa năm xúc xứ phothabba là sắc cảnh xúc gồm ba đại là đất, lửa, gió, patawi, techo, wayo. 6. Pháp xứ thamma là sắc cảnh Pháp gồm 52 tâm sở Chetasika, 16 sắc tế Sukhumarupa và Nibbana Nippan Nibbana. Nói vậy, cả bốn Pháp chân đế đều nằm trong 12 xứ. Các Pháp tục đế vì chỉ là những khái niệm y cứ trên chân đế, nên không kể vào đây. Các phân tích các pháp thành uẩn, xứ, giới, đế là tùy thuộc vào căn cơ của chúng sinh. Có người thích hợp với lối phân tích danh sắc. Có người thì thích năm uẩn. Có người thì thích chiêm nghiệm các pháp qua mười hai xứ. Gọi là xứ, Ayatana, vì nhắm đến khía cạnh hữu vi nhiều hơn là vô vi bản thân chữ ayatana đã mang nghĩa dẫn đến hay tạo ra c mười tám giới tha tú đối với những người thích rõ ràng chi tiết thì đức phật phân tích mười hai xứ thành mười tám giới tức chia trẻ phần ý xứ cho rộng rãi hơn từ đó ta có con số mười tám gồm sáu căn cộng với sáu cảnh và sáu thức sáu căn ở đây là nhãn giới tức thần kinh thị giác, ý giới là khai ngũ môn và hai tâm tiếp thù. Sáu cảnh ở đây là sắc giới tức sắc cảnh sắc, xúc giới là ba đại, pháp giới là năm mươi hai tâm sở, mười sáu sắc tế, nếp bàn tức tương đương với pháp xứ bên mười hai xứ. Sáu thức ở đây là hai tâm nhãn thức, ý thức giới là bảy tâm trừ ngủ sông thức và ba ý giới trong đó sáu căn tức sáu môn đoa rác một nhãn giới chắc hữu tu là thần kinh thị giác chắc pasada hai nhĩ giới sota tha tu là thần kinh thính giác sota pasada ba tỷ giới khanatha tu là thần kinh khứu giác pasada; bốn thiệt giới Chivaha là thần kinh vị giác Chivaha Pasada. Năm, thân giới Kaya là thần kinh xúc giác Kaya Pasada. Sáu, ý giới Mano là khai ngũ môn dora Vachana và hai tâm tiếp thu Sampatichana. Sáu cảnh Aramana Một, sắc giới Rupa là sắc cảnh sắc Vana. Hai, thinh giới Satha Tha Tú là sắc cảnh thinh sắc đá. 3. Khí giới Gantha Tha Tú là sắc cảnh khí Gantha. 4. Vị giới Rasa Tha Tú là sắc cảnh vị Rasa. 5. Xúc giới Phô Tháp Tú là sắc cảnh xúc gồm ba đại là đất, lửa, gió, Pathawi, Techo, Wajio. 6. Pháp giới Thamma Tha Tú là sát cảnh Pháp, gồm 52 tâm sở Cetasika, 16 sát tế Sukhumarupa và Niết Bàn, Nippan, Nibbana. Sáu thức Vinh-Nan-Nã 1. Nhãn thức Chakhu vinh nan nã tú là hai tâm nhãn thức Chakhu vinh nan nã 2. Nhĩ giới Sotavinh-Nan-Nã-Thà-Tú là hai tâm nhĩ thức sotavinh nan nã chi 3. Tỷ thức Khana vinh nan nã thà là hai tâm tỷ thức khana vinyana chitta. 4. Thiệt thức chivaha vinyana tha tú là hai tâm thiệt thức chivaha vinyana chitta. 5. Thân thức kaya vinyana tha tú là hai tâm thân thức kaya vinyana chitta. 6. Ý thức giới mano vinyana tha tú là 76 tâm trừ ngũ song thức pancha dwara vinyana và ba ý giới mano tha tu chitta. Như vậy, mười tám giới cũng bao gồm đủ cả bốn pháp chân đế như là mười hai xứ. Đề, tứ đế. Một cách vắng tắt thì khổ đế Dukkha giá là tất cả mọi thứ trong đời, chỉ trừ ra những gì là tập đế, diệt đế và đạo đế. Nói chi tiết thì khổ đế là tám mươi mốt tâm, năm mươi mốt tâm sở trừ tham, hai mươi tám sắc pháp trong tam giới. Nói chung mọi sự tồn tại đều là khổ, bởi cái gì cũng bị vô thường, và sự biến đổi của chúng chắc chắn khiến ta đau khổ. Tập đế Samudaya sắc chá là tâm sở tham lô phá, trong tâm tham gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Tham ái là nguồn khổ bởi nó tạo ra mọi sự tồn tại ở đời, và như đã nói sự tồn tại nào cũng là khổ. Diệt đế Nirotha sắc chá nói rút ráo chính là nếp bàn còn trong thực tế tu chứng thì diệt đế là sự đoạn trừ của tham ái. Đạo đế mắt gác sắc chá là tám chi đạo trong bốn tâm thánh đạo. Khổ đế và tập đế được gọi là hiệp thế đế Lokia sắc chá. Diệt đế và đạo đế là siêu thế đế Lokutara sắc chá. Theo phần đông, Phật tử miến Điện thì một kẻ mang thân người mà không biết gì về uẩn, xứ, giới, đế thì đời họ không đáng sống nữa đời sống kiểu vậy chỉ là cơ hội để kéo dài săn tử mà thôi